Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, nhiều người đã lo lắng cho sức khỏe của mình. Tuy nhiên, điều kỳ lạ vẫn có một số người gần như là miễn nhiễm với COVID-19. Mặc dù nhiều lần tiếp xúc với F0, trong khi nhiều người chật vật vì tái nhiễm. Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến vấn đề này. Anh Nguyễn Đăng Sơn công tác tại trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu, làm việc trong môi trường có nguy cơ phơi nhiễm cao, thường xuyên tiếp xúc với người dân từ khắp các tỉnh thành trong quá trình tuần tra kiểm soát. Trong đợt dịch bùng phát vừa qua, bản thân anh hết sức lo lắng cho sức khỏe của mình vì lần lượt tiếp xúc nhiều với F0 tại nơi làm việc và ở nhà. Mỗi lần như vậy, anh tự test nhanh và cũng không nhớ nổi số lần tự test, nhưng vẫn cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, thì lực lượng chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhân dân ở rất nhiều tỉnh thành lưu thông qua lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang của chúng ta. Bản thân thì cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều F0, trong đó có cả gia đình, vợ con và cha mẹ cũng đã bị F0. Nhưng bản thân đã thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế. Sau nhiều lần test định kỳ theo định của ngành và test đột xuất, hiện nay thì bản thân vẫn là âm tính với F0. Hiện nay nhiều người không còn quá lo lắng khi bị F0, song đối với người tiếp xúc gần là F1, ngày đêm thấp thỏm. Ông Quách Thanh Dũng, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, năm nay 63 tuổi, có bệnh lý nền cao huyết áp. Vì công việc phải thường xuyên tiếp xúc nhiều người, môi trường làm việc có nguy cơ lây nhiễm cao, nên ông rất lo lắng cho sức khỏe của mình, test nhanh liên tục, và ông cảm thấy yên tâm khi kết quả một vạch. Tôi làm ở nhà hàng là cái tiếp xúc với nhiều người, coi như là giao bia, từ giao bia tới nhận bia, rồi tiếp xúc với những các nhân viên, mà nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Còn về gia đình thì ở nhà thì cũng có hai đứa con bị F0, thì tôi cũng có tiếp xúc, tôi test định kỳ. Rồi về nhà tôi cũng có mua ve test về nhà để test, nhưng mà đến giờ này tôi vẫn còn âm tính. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, trường hợp âm tính sau khi tiếp xúc với nhiều F0 là do nhiều nguyên nhân. Có người trong gia đình là F1 bắt buộc phải ăn chung ngủ chung với F0, nhưng test nhanh vẫn âm tính. Mặc dù khu vực có rủi ro cao, nhưng đã tiêm vaccine đầy đủ, cộng với cơ thể có hệ miễn dịch tốt đã khiến nhiều người có xét nghiệm âm tính. Cái nguyên nhân đầu tiên có ta mới thấy là thứ nhất, đó là những người đã có miễn dịch tự nhiên. Tức là sao? Tức là họ đã từng nhiễm trong 7 cái loại cái virus hiện thời trong thời 2 năm dịch vừa qua đó, đã từng nhiễm một lần. Rồi sau đó họ đã có kháng thể và họ không bị những lần sau. Thứ hai nữa là vai trò của vaccine. Tức là họ đã tiêm đủ đầy đủ thì họ tạo được kháng thể, họ phòng ngừa được cái vấn đề nhiễm virus. Và có những trường hợp nữa là khi cái vai trò của cơ thể mình đó đã tạo ra miễn dịch tự nhiên rồi, vaccine nó đã tạo ra kháng thể rồi, thì lúc đó cơ thể một số người đó họ tạo ra được nữa, nó là một tế bào T, người ta gọi là tế bào nhớ. Thì tế bào nhớ này nó kéo dài trong thời gian và nó sẽ tăng cái nồng độ cao lên và nó đủ sức để nó chống lại, phản ứng lại các cái virus xâm nhập. Cũng theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hùng, nguyên nhân miễn nhiễm khác như ở giai đoạn tiếp xúc, nồng độ virus trong vùng hầu họng của F0 còn thấp, chưa phát tán hoặc phát tán ít ra ngoài. Nếu phòng làm việc, nhà ở rộng rãi, thông khí tốt, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên sạch sẽ, tinh thần thoải mái, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng làm giảm khả năng lây nhiễm. Đặc biệt có những người có cơ địa không cảm nhiễm với virus. Ít trường hợp thôi, gọi là dùng trường hợp hiếm. Cái hiếm này người ta không biết tại sao, nhưng mà cái cơ thể người đó đó lại đã họ có sẵn cái kháng thể chống lại với cái con virus rồi. Thứ hai nữa là họ đã phát hiện cái gen của họ đã được cũng có cái kháng thể chống lại. Rồi thứ ba nữa là tế bào T, tức là nó tạo ra tế bào một nồng độ đủ vững để chống lại. Và những người này thì họ tiếp xúc gần rất nhiều lần và tiếp xúc những người cùng thời điểm cùng với nhau, nhưng họ không bao giờ bị. Đó là vậy. Nhưng mà nó là chỉ hiếm thôi. Chứ chúng ta không đừng có nói là chúng ta bất tử thì thật sự là nó cũng chưa không chính xác đâu. Hệ miễn dịch có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng chống nhiễm các loại bệnh. Để phòng bệnh tốt, mỗi người cần trang bị kiến thức về y tế và nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch của cơ thể bằng cách bổ sung chất dinh dưỡng và hoạt động thể thao hợp lý.
Điều này không chỉ giúp mọi người tăng đề kháng phòng tránh COVID-19, mà giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.